Thưa các bạn là có ảnh hưởng đến sinh sản, tuy nhiên là mức độ thì nó không nhiều và tùy theo từng cái thời gian. Đấy. Có những cái trường hợp mà các cháu bị cái lăng nước thần kinh mà nó to, nó chèn ép vào cái bó mạch của tinh hoàn, đấy, làm cho tinh hoàn nó bị giảm nuôi dưỡng. Nó giảm nuôi dưỡng thì tinh hoàn nó thiểu năng, thì sau này lớn lên phát triển lên đến cái độ tuổi sinh sản, sinh đẻ thì cái khả năng sản xuất ra tinh trùng nó sẽ bị hạn chế, giảm đi về số lượng cũng như là chất lượng, thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề về sinh sản. Tuy nhiên cái tỷ lệ nó không nhiều, đấy, bởi vì là các mẹ được phát hiện cho các trẻ sớm hơn, đấy, và cái lăng đấy nó rất là mềm, khả năng nó chèn ép được ảnh hưởng đến cái mạch máu nó rất là ít, bởi vì là cái áp lực của động mạch nó cao hơn rất nhiều so với cái lăng nước nó rất là mềm, có thể ép vào. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp cái lăng nó to, nó căng, nó chèn ép vào thì nó cũng gây ảnh hưởng đến cái vấn đề về giảm thiểu sự tưới máu nuôi dưỡng của tinh hoàn, thì sau này nó cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề về sinh sản. Thì xin câu trả lời là có ảnh hưởng đến sinh sản, lăng nước thần kinh có ảnh hưởng đến sinh sản, tuy nhiên là tỷ lệ rất là thấp, gần như không đáng kể, cho nên các bạn yên tâm.